Bẫy chuột. Chào các bác nhé, chúc bác một ngày mới thật là nhiều sức khỏe nhé. Hôm nay em mới về đây các bác, em đang mới thả con chim cút đột biến các bác ạ. Bạch tạ 3 tỷ. Ở nhà của em đánh toàn bẫy đây các bác này. Đặt bẫy răng khắp xung quanh cái lồng luôn. Mai về em mới kế em làm lại các bác. Em tính là mua lưới em lưới bé em cho ở dưới, còn cái lớp ở trên tường nữa, trên cao em sẽ ốp một lớp tôn cho nó trơn, cho nó khỏi ấy đấy các bác, nó trơn cho chuột nó khỏi bò lên đấy. Kia đang có 3 con chim trời đấy các bác, 2 con rẽ run với một con chim gì mà cái đít nó nhành nhành. Đấy, cút này. Anh cút này thì ra đây ăn rồi. Con rẽ run kia nó nhát người các bạn, có một con nó nhát người, nó cũng chưa thấy nó ăn, nó lại vứt dế ra mà không ra ăn các bạn. Này lồng khuyên này em cho vào, em đợi cho nó cân quen lên xong rồi em mới thả các bạn nhé. Chim nó vừa đi vừa nắc các bạn. Dạy dùn đấy, chạy dạy sóng nha. Đấy bác, nay em mới mua được một đôi chim chim chỉ, em mua ở cái nhà anh, nhà anh chỗ con chim cút đột biến đây các bác. Đây các bác này, đôi chim chỉ. Lúc nãy em để nó bị chó nó đuổi, nó hơi sợ các bác. Không biết là đôi chim chỉ này có nên thả vào trong đấy không nhỉ? Không biết có nên thả vào trong AV không? Em đang tính em thả vào trong AV em nuôi luôn. Không biết nó có đuổi chim khác nó đánh không này. Em đang tính là cứ thả nó vào trong này, nuôi một đôi chim chỉ chung chỗ này các bác. Tạm thời đi đã. Cứ có mấy loại này em cứ thả tạm nó vào, khi nào mà làm xong cái lồng AV thì em mới thả các loại khác các bác nhé. Hoàn thiện xong bắt đầu mình thả nhiều lên tí cho chim nó đa dạng đấy các bác, đa dạng loài ấy, cho nó đẹp, cho các bác còn ngắm nữa. Bây giờ em mới thả tạm được mấy loại thôi. Cái lồng khuyên em đang như hôm trước em thả vào nó đánh nhau ấy, bọn kia nó lùa nó đánh, thì hôm nay em nhốt ở trong này cho bọn này nó làm quen đi đã, rồi đến hôm sau đến ngày mai mới thả ra các bác nhé. Lúc nãy em cho vào mà mấy con trào màu nó lao đánh, nó đánh con trào màu kia, nó đánh điên đánh loạn lên luôn đấy, sợ lắm các bạn. Đánh một con trào màu rúc toát cả đầu rồi các bạn. Đây em cho hai cái này nó ra ngoài. Okay. Con gà chỉ chim chỉ không biết là bỏ vào chim nó có sợ không. Nhưng em nghĩ thả nó vào nó ăn ở tầng dưới nên chắc không được, chả sao. À cá bông này lúc nãy nó đánh kinh lắm này. Nó đánh cho màu đen trong lồng các bác. Em thả con gà, con chim chỉ ra một phát mà nó lao lại luôn đấy. Nó định hỏi thăm, hát bài hỏi thăm Lê Bảo Bình luôn. Đánh màu này máu lắm. Đấy lúc nãy đánh con kia mà nó toát cả mỏ này, đứng ở ngoài xông vào. Ê, cái màu cũng cong cong hết đi nhà con này. Đấy, hai gà này thả nó hiền mà. Cho nó đi long rong nó nhặt cái đồ ăn với cái chim cút nữa các bạn. Con cút trắng ở bên kia rồi. Hôm em bắt thì má nó mới cho luôn một con, thêm một con cút nữa để về nó đôi với con kia. Không, bông lau em nuôi từ bé lên đấy bạn, nó cũng gần như là cũng thuần thuần rồi.
mấy con này nào về phát là quấn lại ngay các bạn. Em thử con bóng hết mà nó quay nó lao nó bắt ngay. Hồi em mua con cút cút đột biến trắng đấy các bạn, thì em gặp đôi cái gà chỉ này ở cái nhà anh đến bán, em mua luôn nhé, em thả vào đây luôn cho nó lòng lòng cho nó chơi hôm nay, cho nó đủ muôn loài, cho nó sinh động một tí các bạn nhé. Không biết là theo các bác có nên thả hay không, nếu mà không nên thì em lại bắt nó ra. Em thấy tiện thì em cứ làm một đôi đấy, em thả vào. Khuyên đấy các bác. Con đi mổ như con cút trắng này về mới thấy yếu yếu nhỉ. Con đấy chắc tối em phải bắt vào lồng. Ở nhà dặn bố em ở nhà với thằng em ở nhà chắc là phải tối bắt nó vào. Ở ngày thả nó ra thôi cho nó quen quen đó. Xong rồi hôm sau mới thả nó vào các bạn. Không để cái này qua đêm mà chết đấy. Cho em thả hai con cút nuôi mà chết mất rồi. Bọn này con quen nên sáng mai em thả với nhá. Chờ thả này các bạn ạ. Con thả này bây giờ thay lông bắt đầu đẹp rồi các bạn. Nhìn khỏe hẳn nên là hôm trước nhìn xù xù lông yếu yếu. Mà xăm cái này, đấy ở trên anh xăm lồng ở trong này, tác ở đầu mỏ này đó các bạn. Cái này mà bỏ nó đánh thì bằng chết, chứ đang để trong lồng nó xăm từ ngoài xăm vào. Cái này máu phết đấy. Mấy con chim khuyên này ở trong này cứ thấy nước ở kia, cứ tắm rửa lông rửa cánh như thật đấy. Bọn này mà thả ra là nhảy xuống kia tắm thích lắm đấy các bạn. Nhìn thấy con trẻ run này nó chạy đi chạy lại nhìn cũng hay cơ mà. À, anh cút kia thì anh cứ nằm anh cảnh đất canh cát. Anh cút kia thì cứ đứng cú ra cú chủ. Hai anh trẻ run này cứ tìm đường chọc để thoát. Đây là có người mình như thế này các bác nhá, lúc không có người nó đứng trên chỗ nước này nó cũng đẹp lắm, nó xuống cả cái hồ nước nó bắt cá các bác này. Hôm em thả mấy cá bảy màu với con cá màu đỏ đấy các bạn. Thế là bố em ở nhà bảo là thấy nó xuống nó bơi, nó bắt hết rồi. Chào con nào cả. Rồi em thả cái đôi gà này vào cho nó thêm ít sinh động trong cái AV đó. Hôm nay em về không được lâu như lần trước đâu các bạn. Lần trước em về còn được 3-4 ngày ấy. Nán lại ngày nữa. Nhưng lần này em về chắc là chỉ tưởng nay đến ngày mai thôi, em là phải đi rồi. Để chắc là cái đền này lại vẫn chưa làm được các bạn. Lại chắc là phải để lần sau nữa rồi. Để gọi là dịp khác các bác. Lần sau về cũng chưa chắc nó làm được, vì thời gian em hạn hẹp quá.
Rồi cho đất cho cát đây, cát anh em một đống ở kia nữa, như chưa là đất. Lấy đất cho đây. Cho bằng mấy cái mép gạch này. Hoặc có thể là hơn, nếu mà cần thêm em sẽ xây thêm một hàng gạch đứng nữa, đứng ngang này nữa thì em sẽ đổ cao một chút nữa các bạn. Bên kia mình thiết kế làm sao đó cho nó lại cao lên một chút nữa, không cho đất vào đấy mà cho đất ra đường ngoài này thôi. Đôi bạn này từ ngày bị chuột nó bắt này toàn thấy ở trên cao các bạn, nó đuổi sợ. Đấy các bạn, bây em đi dọn gáy đó, em đi cái chỗ này em sẽ đi thau cái bể này đó các bạn, thau bể cho nó sạch như đó. Thau bể xong rồi hôm nay em sẽ còn phải đi mua cái lưới em làm chắn đi lại, mua lưới chắn đi lại với cái tôn hay cái gì đấy em cho nó trơn cho chuột nó khỏi leo lên các bác, không nó vào nó thịt chim, cái đàn chim khuyên này nó thịt nó tầm 2-3 đêm là hết rồi các bác này. Bây giờ nhỏ lan bỏ đây có sống hay không này các bác này. À, đây, chim nhảy chim ỉa nó khéo lại chết. Đấy bác nhá, em thả thêm đôi chim chỉ, gọi là gà chỉ hay là chim chỉ gì đấy em chả biết, thấy anh em là chim chỉ chắc. Thôi em làm đôi về em thả vào avi lại quay lại cho các bác ngắm một tí thôi. Đấy, chào các bác nhá, cảm ơn tất cả các bác đang theo dõi video. Em sẽ quay về những video thả chim, thả những loại chim khác nữa các bác nhé. Rồi em sẽ quay lên cho các bác.